Xin hân hạnh chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một tập mới trong series về Thầy Tân. Một câu chuyện cũng rất là hay, rất là hài hước. Chủ đề về Thầy Pháp, một Thầy Pháp tên Tân cũng rất là thú vị. Thưa quý vị, đây là phần số 7 của series này. Phần số 7 có tên là Quỷ Nương. Và đây cũng là câu chuyện, bộ truyện của tác giả rất quen thuộc, tác giả Đỗ Ngát. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với series tập số 7 Thầy Tân qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mình về ta nắm lấy đuôi, ta trói bốn cẳng ta thui cho vàng, rượu tăm thịt chó nướng vàng, mời đi đánh chén cả làng cùng say. Thằng Sồi đưa miếng dồi chó lên trước mặt, nó nhìn về con rách mà đọng lên câu thơ như ám chỉ rằng con rách không nghe lời thì sẽ là đồ nhậu của nó. Chẳng biết từ bao giờ mà Sồi lại có thú vui cà khịa cả chó. Nó bỏ miếng dồi chó vào mồm, vừa nhai vừa nói như thể phấn khởi lắm. Lâu lắm anh em mình mới có dịp ngồi với nhau như này, hôm nay ai phải hết mình nha, không say không về, uống đi nào các bác. Lão Túc cầm chén rượu lên mặt tiêu nghỉu. Các chú cứ xoa hết mình đi, tôi thì tôi xin phép. Giờ mà uống say đi, đêm nay con bỏ nó lại cho ngủ ở ngoài cổng như hôm trước thì bỏ mẹ. Với lại mai tôi có cuộc họp về kế hoạch hóa gia đình, sau này đẻ đái gì mà lắm thế chứ. Lão Tân nhìn lão Túc thở dài. Ấy, bác là đàn ông thì phải cho ra đàn ông chứ, để mấy mụ vợ nó đẻ đầu cưới cổ như thế là không được. Mai sau em mà lấy vợ đó, em nói nó phải nghe, em đe nó phải sợ, chứ cứ mà vớ vẩn với em là không có được đâu. Thôi, chứ đừng ôm cái mộng tưởng đấy đi. Chẳng qua là chú chưa có vợ nên mạnh mồm vậy thôi. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó chú lại thê thảm hơn chúng tôi đó. Nghe lão Túc nói như vậy, thằng Sồi và lão Trình Thọt cười phá lên. Bác Túc nói đúng đấy bác Tân, chúng em là tấm gương sáng để cho bác noi đấy. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là ở thì tương lai, còn ở hiện tại bác cứ nên tận hưởng những giây phút tự do. Nào uống đi. Sau khi chén chú chân anh đến say cả mềm, mấy lão cũng giải tán. Khi tiến lão Trình ra ngoài cổng, lão Tân liền nói: mấy hôm nay lão có đi đám ma hay tiếp xúc với tử thi không? Nhìn lão tôi thấy ấn đường đen kịt đó, như thể là nhiễm âm khí, quỷ khí ám đầy người như thế này. Lão say quá nhìn cả hoa cuốc à? Thì có tiếp xúc với ai chết nên là ma quỷ gì đâu, mà lão nhìn ra lắm loại khí thế hả? Đúng là bệnh nghề nghiệp, nhìn đâu cũng ra ma với chả quỷ. À, hay là dạo này ế ẩm không có đứa nào nó mời đi cúng lễ bạt, nên định dụ cái thằng này hả? Nói trước cho bạn Hiền nghe nha, tớ chỉ có tiền uống rượu, chứ không có tiền mời bạn làm lễ đâu. Mà cha nhà bạn chứ, tớ nói thật bạn cứ tưởng đùa, đến khi chết nhăn răng ra đấy đó, lúc đó mà đừng có tìm tớ. Thôi mời bạn về tớ đi ngủ. Sau màn đấu khẩu của đôi bạn già thì đường ai nấy về, nhà ai nấy ở. Thế nhưng thật lòng lão Tân lo cho lão Trình Thọt thật. Chẳng phải lão say mà lại nhìn gà hóa cuốc. Thật ra từ lúc chiều lão Tân đã nhận ra sự bất ổn này từ lão Trình. Thế nhưng lão không tiện hỏi. Thôi để mai lão tỉnh rượu mình sang xem. Lão Tân vừa đi vào trong vừa tự nói. Nửa đêm tại nhà của lão Trình, đã đến lúc mày phải chết, phải đền mạng cho tao. Đang trong cơn mê man nửa say nửa tỉnh, lão Trình nghe thấy một tiếng gọi vang vọng bên tai. Tiếng gọi như vọng về từ một nơi rất xa nhưng cũng rất gần, một giọng nói như nửa hư nửa thực, âm đều hết sức ma mị. Như một phần xa, lão Trình liền trả lời: đi đâu hả? Đi đến nơi người ta gọi là cõi chết. Một dòng cười ma quái vang lên, xoáy sâu vào tâm thức của lão Trình, khiến cho lão giật nảy cả mình, ngã lăn từ trên giường xuống đất. Cả thân người béo núc ních của lão đau ê ẩm. Tức giận, lão liền chửi đồng: mà cha nhà nó chứ, đang ngủ ngon thì mơ với chả mộng. Lão xoa cái mông rồi nói: sao dạo gần đây cứ nửa đêm mình lại mơ linh tinh như vậy? Cứ hễ nhắm mắt vào lại nghe tiếng giọng của đàn bà. Đẹp dai nó lại khổ vậy chứ, đêm mơ cũng thấy gái nó gọi rủ đi chơi. Lão đang cười thì nụ cười bỗng dưng thất điểm.
Lão vỗ đùi một cái rồi thẳng thốt. Thôi chết mẹ rồi. Chả biết có phải mấy con vợ nó ở dưới âm phủ nó buồn, nó nhớ mình nó rủ đi chơi không? Kiểu này chết thật rồi. Chứ không lẽ cả tháng trời cứ nửa đêm mình lại nghe tiếng đàn bà rủ đi. Nói đoạn lão Trình vội vã ra bàn thờ, suốt mấy que nhang tề của lão run rẩy đến nỗi đánh hết nửa bao diêm nhang mới cháy. Cắm nhang xong, lão vội vã chắp tay thành kính rồi nói: con lạy thầy lạy u, tôi lạy mấy bà. Tôi thì vận số các bà không may ra đi sớm, các bà đừng có lưu luyến trần gian. Lưu luyến tôi làm gì, các bà đi đầu thai đi, sang cái mới lấy chồng mới, chứ các bà lưu luyến cái thân già này làm gì. Khấn còn chưa hết câu thì đột nhiên mấy que hương bốc cháy. Lão Trình sợ hãi vừa hét toáng cả lên, vừa với lấy cả ấm chè mạn pha lúc sáng rồi tứ lên bát hương. Trời đất ơi, cháy rồi, thế này có chết không chứ lại. Thưa các bà đừng có làm tôi sợ, mai mốt tôi đốt vàng mã cho mấy bà tha cho tôi. Cái thân này cũng gần đất xa trời, các bà lỡ mà lưu luyến tôi không chịu đi, vậy thì chịu khó đợi tôi đổ hơn chục năm, chứ mà giờ các bà đón đi thì sớm quá. Sau một hồi khấn vái thành tâm, bát hương cũng đã tắt. Lão Trình lúc này ngáp ngắn ngáp dài: thôi đi ngủ cây đã, buồn ngủ lắm rồi, có gì mai tính tiếp. Lúc này con Lô cứ nhìn chằm chằm vào góc nhà, ánh mắt như sợ sệt điều gì đó. Những tiếng ư ử phát ra rất nhỏ, rồi nó lùi dần ra ngoài, sau đó chạy vụt đi mất, như thể đang chạy trốn điều gì đáng sợ. Lòng vòng đang trong mùa gặt, mọi người ra đồng từ tờ mờ sáng, tranh thủ gặt sớm cho mát, cho nên nhộn nhịp lắm. Tiếng cười nói vang vòng khắp làng: bác Tân ơi, giờ này còn đóng cửa then cài thế hả? Nắng lên vỡ cả đầu rồi, ngủ trương mắt lên thế này bảo sao ý vợ. Nghe tiếng của thằng rồi, lão Tân lúc này chờ mình tỉnh dậy, lê cái thân mệt mỏi vừa ngáp lấy ngáp để: mà cha cái thằng trời đánh thánh vật kia, sao mày sang nhà ông sớm thế hả? Thế mày không để cho ông ngủ hả? Trời đất ơi, bà có biết mấy giờ rồi không mà ngủ với chả nghe. Người ta đi gặt về hết cả rồi kia kìa. Ở cái thằng Hâm này, nhà chúng nó gặt thì kệ cha nhà chúng nó, nhà tao có ruộng đâu mà tao lo. Ờ thì hôm qua bác nói gì bác không nhớ hả? Lão Tân ngồi xuống cái chõng tre, thề vần về bị thuốc lào. Toàn châm lửa thì thằng Sồi nói to: tôi qua bác chả bảo với em là hôm nay bác sang gặt là giúp bác Thơm là gì. Lão Tân lúc này như bừng tỉnh, lão vứt luôn cái điếu qua một bên, rồi phi vào trong buồng miệng không ngừng than: Tân ơi là Tân, ăn nốc cho lắm vào rồi lũ, không nhớ ra hôm nay đi gặt lúa cho Thơm. Thôi thì quả này chết thật rồi. Sở Tam cái quần dài mặc cái áo lao động cũ, lão Tân liền hét lên: Sồi ơi, đi nhanh lên. Ấy, bác cứ bình tĩnh nào. Bình tĩnh làm sao được cái tâm này. Sao mày không gọi tao sớm? Sao bác lại trách ngược em? Người yêu của bác phải chủ động tính toán, chứ em có được đếch gì đâu. Thôi, không nói nhiều, nhanh lên. Vậy là lão Tân với thằng Sồi cứ như vậy nhắm mướn cánh đồng mà chạy. Mọi lần thì lão đi một bước nghỉ ba bước, ấy vậy mà có tí tình yêu lão cứ phi như là ngựa. Nhìn bóng dáng cô Thơm, lão Tân lúc này vội gọi: Thơm ơi, sao Thơm đi gặp sớm thế, đã bảo để anh sang rồi đi gặt cơ mà. Cô Thơm nhìn lão Tân vẻ mặt không vui, rồi nói giọng như hờn trách: đợi bác có nhà em gặt xong rồi, ai đợi nửa ngày mà chả thấy mặt mũi đâu. Ấy, đã bảo Thơm đừng gọi bác rồi cơ mà, nghe nó xa cách. Thôi đừng có giật anh, Thơm thông cảm nhá. Anh sang làng bên Trục Vong cả đêm thức trắng đánh nhau, xong việc anh ra ruộng gặt cho Thơm có kịp nghỉ ngơi gì đâu. Rồi lão này quay sang nhìn thằng Sồi: ơ Sồi nhỉ? Thằng Sồi đứng nhìn lão Tân mắt chữ O mồm chữ A, chỉ biết gật đầu. Lúc này khuôn mặt cô Thơm giãn ra nhìn lão Tân cười rồi nói: thôi gặt nhanh rồi về kẻo nắng. Thằng Sồi nhếch mép cười rồi nghĩ bụng: bắt ma Trục Vong cơ đấy, cơ mà say rượu cả cháy bốc phét như thần. Tương lai bác Tân rồi cũng như nó thôi, đi thì dối vợ về thì dối con, mà bác Tân có biết nói dối chuyên nghiệp hơn cả nó cũng nên, mặt không hề biến sắc. Tranh thủ lúc vắng mặt cô Thơm, thằng Sồi nhìn lão Tân cười rồi nói: bác họ nhà cuội à, nói dối như đúng rồi vậy đó. Nếu mà đời bác mà không bị cái bệnh hắc lào mãn tính thì không khéo đi làm diễn viên ấy nhỉ. Mà bố mày, mày có ngậm cái mồm không? Ông lại bổ cho cái liềm vào đầu bây giờ, Thơm mà nghe thấy thì chỉ có chết.
thơm thơm, gọi gái thì ngọt như mía lùi đó, mà nói chuyện với người khác thì động tí thì chửi, dọa đánh dọa giết. Bác đúng là cái đồ hai mặt. Lão Tân và thằng Sồi đang đôi co, tiếng cô Thơm từ sau vọng lại khiến cả hai giật mình. Thì anh Tân với chú Sồi ôm lên xe bò giúp em về trước thịt con gà nấu cơm nhá. Ờ, Thơm về trước đi, để đó anh với thằng Sồi làm nốt cho. Bóng của cô Thơm vừa đi khuất, Lão Tân vội vã chạy lên bờ rót bát nước vối, uống một hơi cạn sạch, sau đó nằm vật dưới bụi tre. Hai chân hai tay duỗi thẳng cẳng thở hổn hển như sắp chết đến nơi. Thằng Sồi thấy vậy thì vội hỏi: Bác Tân ơi, bác làm sao vậy? Bác bị cảm nắng à? Để em gọi xe bò đưa bác lên trạm nha. Cảm cái gì? Đói tụt cả huyết áp sắp ngất đây này. Sáng nay vội đi đã ăn cái đếch gì vào mồm đâu. 30 năm nay mới lại đi gặt, cúi đau cả lưng. Không khéo sau hôm tao ốm cả tháng. Đúng là cái tuổi nó đuổi sức khỏe. Thằng Sồi nhìn Lão Tân cười ngặt nghẽo: Thôi, bác chịu khó tí, thế vì cô Thơm cô tầm bổ cho cái đùi gà. Khi nào tao mà cưới Thơm về xong á, tao bán hết sạch ruộng, không có cấy hái gì cả, mệt chết. Xe bò chờ lúa về trước, Lão Tân với thằng Sồi lấy cái thân về sau. Nhìn bộ dạng của Lão Tân như thể sắp chết, chỉ còn chút hơi tàn. Bác Tân ơi, ngồi đây nghỉ một lát rồi về, gớm nóng quá đi thôi. Lão Tân với thằng Sồi ngồi nghỉ dưới gốc đa, mọi người đi gần về cũng ngồi đó nghỉ ngơi. Thế đám con gái cười đùa với nhau, thằng Sồi nhìn không chớp mắt, mồm cứ suýt xoa. Không đâu con gái xinh như làng Vọng mình bác nhỉ, mấy em gái mới lớn cứ phải gọi là ngọt hơn cả suýt gà. Lão Tân nhìn đám đàn bà con gái rồi nguyết dài: Gớm nữa, đẹp đẽ cái gì, đúng là mấy con nặc nô chứ đàn bà con gái gì cái ngữ ấy. Nhìn kìa, cứ cười nói hô hố ra đấy, chả có ý tứ gì sớt cả. Gớm nhà nào nó đập cái đất thật nhỏ nó mới ươm được mấy cái giống ngay. Thôi đi về đi. Dường như trong mắt của Lão Tân, đàn bà con gái của đàng Vọng chả được ai bằng cô Thơm. Vừa nhìn Lão Tân với thằng Sồi, Thơm liền chạy ra cầm giọng gấp gáp: Thế anh Tân với chú Sồi có mệt không? Thôi nhanh nhanh rửa chân tay rồi ăn cơm kẻo đói. Cô Thơm vừa dứt lời, lúc này bụng của Lão Tân réo lên. Lão nhìn cô Thơm rồi ngại ngùng. Bữa cơm hôm nay lần đầu tiên Lão Tân được ăn cơm cùng Thơm, cho nên Lão vui lắm, cứ như thể đây là lần ra mắt của Lão vậy. Lão chả biết do đói hay là vì Thơm nấu ăn ngon mà ăn lấy ăn để một cách ngon miệng. Chốc chốc hai người lại nhìn nhau thẹn thùng, làm thằng Sồi thấy nóng cả mắt. Cô Thơm gắp miếng thịt gà vào bát Lão Tân: Anh Tân ăn đi. Ờ, Thơm cứ để anh tự nhiên, Thơm cũng ăn đi. Vậy là chàng thì gắp cho nàng, nàng thì gắp cho chàng. Cứ như vậy đến hết bữa cơm mà dường như hai người bọn họ chẳng còn nhận ra sự có mặt của bà cụ nhà cô Thơm với thằng Sồi nữa. Thằng Sồi lầm bầm trong mồm: Đúng là yêu đương vào cái quên hết cả anh em. Trên đường về, Lão Tân lúc này nhớ đến Lão Trình để nói với thằng Sồi: Tiện đường tao với mày tạt qua nhà Lão Trình. Đóng thế này về ngủ chứ qua nhà Lão làm gì? Ăn uống gì thì tối, em lại mệt lắm. Mày mệt thì mày về trước đi, tao qua nhà Lão Trình xem, chứ tao không có yên tâm. Thì Lão làm sao bác không yên tâm? Ăn thì trâu ngủ như lợn á, bác còn lo lắng cái gì? Mà chả thấy bác lo cho em cái gì cả. Thằng Sồi chỉ vào mặt của người nó rồi nói: Bác nhìn thế này, em đi gặt cho nhà người yêu bác đen hết cả mặt ra, không khéo tí về vợ con nó không nhận ra nổi, nó đuổi đi thì chỉ chết bỏ thôi. Mà bác chả lo cho em thì thôi, lại đi lo cho cái người ăn no ngủ kỹ. Thôi, bố không phải kể công. Tôi biết rồi, nói từ sáng tới giờ không thấy mỏi mồm mà. Mai sang nhà tao, tao mời đi ăn cháo lòng đã được chưa? Thế sáng mai em sang sớm nha. Em làm vì bác thôi chứ ăn uống quan trọng cái gì. Thế nhưng có ăn vẫn tốt. Biết tin mai được ăn cháo lòng của bác Tân mời đó, em phấn khởi lắm, người ngợm nó khỏe hẳn ra. Đang trên đường đến nhà của Lão Trình Thọt, bóng của một người đàn bà đang tất tà chạy theo ngược chiều. Đầu đội cái nón lá đã rách tả tơi, ống quần thì bên thấp bên cao. Giọng nói gấp gáp như vừa thở vừa gọi to: Bác Tân ơi, cuối cùng em cũng tìm thấy bác. Bác nhanh sang xem cho nhà thằng chồng em, chả hiểu ăn uống cái gì mà đau bụng quằn quại, kêu la oai oái như là lợn bị chọc tiết. Lão Tân nhìn người vừa nói rồi gắt: Thế nhà chị Mão đi hả? Chị làm cái gì mà gọi tôi như là cô hồn vậy? Ấy,
Bác nói vậy tội cho em, là em gấp quá bác thông cảm. Thế ốm đau thì đưa lên trạm y tế, chứ chờ đợi tôi làm cái gì? Nhớ tôi đi vắng không có ở nhà thì cũng đợi à? Hay là đợi để tôi làm lễ khâm liệm cho? Em có đưa nhà em lên trạm y tế, thế nhưng mấy bác trên đấy nghỉ trưa về ăn cơm, em mới sang tìm bác giúp. Lão Tân nhìn cô Mão nhưng trong lòng đắn đo, vì thật lòng lão muốn tạt qua nhà của lão Trình xem sao. Thế nhưng chưa kịp nói gì, cô Mão đã lôi tay lão Tân đi. Thôi, bà qua giúp chồng em đi, chứ nó bị làm sao mẹ con em biết trông cậy vào ai. Cái nhà chị này hay nhỉ, đi thì cũng phải từ từ chứ, bỏ cái tay ra xem nào. Tôi trai Tân chưa vợ đấy, cứ lôi kéo thế này người ta đánh giá cho. Cô Mão nghe lão Tân nói vậy cười chữa ngượng rồi đáp, ấy em xin lỗi bác Tân tại em cuống quá. Thằng rồi đi bên cạnh liền bĩu môi nói, gớm nó dài Tân đấy, co mà dài ế thì có đúng là sĩ diện. Vậy là lão Tân cũng chẳng từ chối nổi, đành đi theo cô Mão. Vừa về đến cổng, cô Mão vội vứt cái nón xuống cái chõng tre, rồi chạy vào trong xem chồng như thế nào. Lúc này thằng Đọt cởi trần đang nằm trên cái giường tre, mồ hôi cứ vã ra như vừa chui vào bếp. Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường, mồm thì rên ư ử như là đau. Vừa nhìn thấy vợ nó liền quát, mà bố cái nhà con kia, thế mày đi đâu mà lâu vậy? Mày đi định để ông nằm đi đến chết hả? Tôi đi tìm bác Tân đến xem bệnh cho mình thì cũng lo cho mình lắm chứ. Lão Tân vừa bước vào thì liền nói lớn, tao tưởng mày ốm đau thế nào thì nhưng vẫn to giọng quát được vợ thì chắc là chả sao đâu. Thế thôi tao về nha. Lão Tân vừa dứt lời thì chỉ Mão vội vàng chạy xuống ôm chân của lão Tân, nước mắt ngắn dài rồi nói, bác thương nhà em với, em đã đến nơi rồi thì bác thăm khám giúp nhà em. Thằng Đọt lúc này dùng hết sức nghiêng mình nhìn về lão Tân, xong nói thều thào van xin, bác cứu em với, chứ không em chết mất. Cô Mão đứng dậy đi. Lão Tân đi đến bên giường thằng Đọt nằm nhìn nó rồi nói, thế là tôi thương cô Mão với mấy đứa nhỏ, chứ cái ngữ như anh á, tôi mặc xác đấy, ăn nốc tối ngày chả chịu làm ăn nuôi vợ con, lại còn có cái thói vũ phu. Thằng rồi nghe lão Tân trách thằng Đọt thì nó cũng lên tiếng, chết cha mày chửa, Đọt ơi là Đọt, có phải hôm qua mày ăn thịt chó nhà lão Tú lá không? Chắc mày ăn phải chó người ta đánh bả. Ta đã bảo bao lần rồi đừng có tham rẻ, cứ đến nhà bác Mạnh mua thịt chó thì không nghe, tham rẻ hả? Lão Tân sờ lên bụng thằng Đọt rồi ấn, á, đâu có bác. Thì ấn chỗ này đau hả? Vâng, em đau lắm. Thì ấn chỗ này có đau không? Cũng đau. Thế có đau đầu chóng mặt buồn nôn không? Em có, thế nhưng không thể nào nôn được. Cô Mão lấy một nắm đầu xanh dã nhỏ pha với nước cho thằng Đọt uống, uống xong là nôn ra hết. Vâng ạ. Vâng thì làm nhanh đi, chứ đứng như phỗng thế hả? Em đứng xem bác bảo gì nữa không? Thôi, cô đi làm luôn hộ tôi cái đi. Sau khi cho thằng Đọt uống chén nước đậu xanh thì độ mấy phút nó liền nôn ra tất cả những gì trong bụng. Nhìn đống thức ăn trong chậu mà thằng Đọt nôn ra, thằng rồi lúc này liền nói, từ bây giờ hốc ít thôi nha, tọng cho nó lắm vào, chỉ báo hại vợ con là giỏi. Thôi, nó nôn ra được là đỡ đau rồi, nhưng mà tí cô Mão vẫn sang nhà cụ Tư mua lấy mấy thang thuốc mà tôi kê về sắc cho chồng uống, đợi vài ba ngày thì khỏi hẳn. Thôi tôi cũng về đây. Cô Mão lấy mấy đồng tiền lẻ dúi vào tay của lão Tân rồi nói, em gửi bác. Lão Tân liền gạt tay cô Mão rồi mắng, cái nhà cô này hay nhỉ, từ xưa đến nay có bao giờ tôi thăm khám cho em mà lấy đồng nào. Lão Tân nhìn lên mái nhà rồi nói tiếp, thôi cất tiền đi, để tiền mà lo sửa cái mái nhà, chứ tôi thấy cái mái cũng vài ba chỗ hở như thế kia, mưa gió thì khổ tụi nhỏ. Thôi tôi về nha. Xét lời, lão Tân cùng thằng Sồi liền ra về. Nghe đến cảnh nhà chị Mão mà thương, chả ai biết chị từ đâu lạc đến làng này. Người ta chỉ biết vào một buổi sáng sau cơn giông đêm qua, người ta thấy chị cả người ướt sũng nằm co ro dưới mái hiên đình làng. Mẹ thằng Đòn cũng chính là người phát hiện ra chị. Thương cho hoàn cảnh của chị chẳng người thân thích, chẳng có nơi để về, cho nên bà cụ liền nảy ra ý định dẫn chị về nhà để làm vợ thằng Đọt. Nhà cụ cũng nghèo lắm, đến độ thằng Đọt đứa con trai duy nhất của cụ năm nay đến tuổi lấy vợ mà chẳng ai chịu lấy. Cho nên khi gặp chị Mão trong hoàn cảnh này, cô cảm ơn trời Phật lắm.
Cứ như vậy mà chị Mão và thằng Đọt nên vợ chồng. Nhà hoàn cảnh nhưng được cái hai vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng từ khi mẹ mất, thằng Đọt chẳng hiểu sao thay đổi tính nết, sa đà và rượu chè cờ bạc. Cũng từ đó trở thành thằng chồng vũ phu. Trên đường về cứ nghĩ lại hoàn cảnh nhà cô Mão, lão Tân lại thích chạnh lòng. Nhìn căn nhà sập xệ, quần áo của mấy đứa nhỏ mặc vá chằng vá đụp mà lão lại càng xót xa. Lão Tân chua ngoa ác khẩu là vậy, thế nhưng trong tâm khảm lão luôn tràn đầy sự quan tâm yêu thương mọi người. Nhìn lão Tân có vẻ nặng lòng chuyện nhà cô Mão, thằng Sồi lúc này lên tiếng. Cháu bác Tân đang nghĩ đến chuyện nhà chị Mão về không? Có gì to tác đâu. Mấy hôm nữa em rủ mấy cái thằng đệ sang đào lại cho nhà chị Mão cái mái. Mẹ xem thế nào giúp người ta. Sắp mùa mưa bão rồi, khổ tụi nhỏ. Bác yên tâm, cái việc này cứ để em. Giữa trời trên con đường làng vắng vẻ, in bóng của hai người đàn ông cứ chậm rãi khuất dần sau những rặng tre. Sáng sớm lão Trình thức dậy mà người ngợm đau ê ẩm, cứ như thể người đi mượn. Đánh răng rửa mặt xong, lão đi ra chuồng gà nhìn mấy quả trứng còn đang ấm. Lão nhận mấy quả đem vào nhà để làm món trứng trần. Tâm trạng đang phấn khởi thì lão nhớ ra điều gì, rồi lão tự nói. Từ nãy đến giờ sao không thấy con Lu đâu chứ? Mày hôm mình dậy cái là nó quấn chân, mà bây giờ chẳng thấy đâu cả. Hay là con bò mẹ này hôm nay chui rúc ở xó nào? Rồi lão lại cất tiếng gọi. Lu ơi, Lu! Lão Trình gọi một thôi một hồi chẳng thấy con chó yêu của lão đâu. Từ ngày các cụ thân sinh ra lão với ba bà vợ mất đi, con Lu chẳng khác nào người thân. Trong ngôi nhà ba gian rộng rãi này, một người một chó cứ như vậy dựa vào nhau mà sống. Lão Tân vòng đi ra sau vườn để tìm con Lu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Có khi nào con Lu bị bọn câu chó nó bắt mất không? Thế nhưng mà mình đóng kín cổng rồi cơ mà, chắc con Lu nó không sao đâu. Những câu hỏi được lão Trình tự hỏi rồi tự trả lời. Bỗng nhiên lão nhìn thấy dưới nền đất là những vệt màu nâu sẫm kéo dài. Ngồi xuống nhìn cho kỹ, lão Trình nhận ra đó là vết máu đã khô. Sao lại có máu? Rồi lão cứ lần theo vết máu kia cho đến gốc cây thị, thì lão hét lên một cách đầy sợ hãi. Lão Trình ngồi thụm xuống đất, cả người run lên vì thương xót, tức giận và đau đớn. Đôi mắt của lão đỏ hoe khi nhìn xác con Lu nằm dưới gốc thị. Thế nhưng kinh dị hơn khi xác con Lu không còn nguyên vẹn. Dường như nó đã phải trải qua một cái chết đầy đau đớn, khi mà nội tạng bị moi hết khỏi ổ bụng, hai mắt cũng bị moi ra, máu ướt sũng bộ lông vàng của nó. Lão Trình nhìn thân xác của nó như vậy thì lòng gào lên đầy đau đớn. Đứa nào giết chó của tao? Là đứa nào? Nếu mà tao tìm được, tao giết mày như mày giết con chó vậy. Lão gào khóc lên trong uất nghẹn. Cuối cùng thì lão thu xác vào những bộ phận con Lu rồi chôn cất sau vườn. Cả ngày hôm đấy lão như người mất hồn, ăn chẳng dám ăn, uống chẳng dám uống, cứ nằm dài trên cái vòng mà nhìn chân chân lên trần nhà. Lão Trình không biết cái chết của con Lu chỉ là mở màn cho một chuỗi những điều kinh dị sắp xảy đến. Đêm hôm ấy lão chẳng thể nào ngủ được. Lão nằm trằn trọc cho đến khi quá nửa đêm thì những tiếng động nơi chuồng gà vang lên. Mặc dù chỉ là tiếng động nhỏ, thế nhưng do màn đêm yên tĩnh cho nên lão Trình nghe rõ. Lão Trình ngồi bật dậy rồi lắng tai nghe rõ hơn. Lão tức giận nói. Là tiếng gà kêu. Mà cha đứa nào dám vào nhà ông để bắt gà. Rồi lão lại nghĩ đến cảnh chính thằng trộm gà là thằng giết con Lu. Cứ như vậy bước thấp bước cao, lão đi đến cái tủ luồn tay ra sau tủ. Lão lôi ra một con dao. Để tao xem thằng nào lại dám vào nhà thằng Trình này ăn trộm rồi giết chó của tao. Hôm nay tao phải băm mày ra thành trăm mảnh. Cứ như vậy lão nhẹ nhàng bước ra vườn, đi về phía chuồng gà. Càng đến gần lão lại càng nghe rõ hơn tiếng gà chảy ráo rác trong chuồng. Điều này khẳng định cho việc nhà lão đang bị trộm vào bắt gà. Đứng nấp sau bụi chuối, lão Trình thấy một bóng dáng đang thập thò ở chuồng gà. Dưới ánh trăng thì lão nhận diện rõ đây là người đàn bà. Mà cha cái con mẹ đĩ nào mà to gan lớn mật đến đổ vào nhà ông trộm cắp. Phen này ông bắt được ông bêu diếu mày với cả làng. Rồi lão nhìn kỹ hơn thấy người đàn bà này lạ lắm. Quần áo ăn mặc rất khác mọi người. Tóc tai xõa ra dài tới tận mông.
Đang suy nghĩ nhân rằng hung thủ xem có giống mộ nào trong làng, lão Trình mặt mày biến sắc, khuôn miệng cứ cứng đơ, hai mắt trợn trừng như thể không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Cánh tay của mụ đàn bà kia dài ra cho đến khi mụ bắt được lấy một con gà trong chuồng. Mặc dù mụ đang đứng cách chuồng độ 2 mét, nhưng điều kinh dị hơn, mụ giơ con gà lên mồm và cắn phập vào cổ của nó. Cứ như vậy mụ hút nít sạch huyết gà. Khi mà người đàn bà kia quay lại, lão Trình sợ đến tiểu cả ra quần. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, lão Trình thấy miệng của mụ đàn bà đầy máu. Trong mồm lại thò ra hai chiếc răng nanh dài. Đôi mắt của mụ đỏ lòm như hai hòn than, nổi bật trong đêm tối. Quỷ, là quỷ mẹ nó rồi, phải này chết chứ chả sống được. Thế nhưng suy nghĩ trong đầu của lão Trình vừa dứt, nữ quỷ giơ con gà lên cao, nhìn về lão Trình cười lớn. Uống không? Uống đi, máu ngon lắm đấy. Giờ đây sẽ đến lượt mày, ta sẽ uống cạn máu của mày, băm xác của mày, bóp nát hồn phách của mày, để mày muôn kiếp không được siêu sinh. Những tiếng cười vang vọng khắp nơi, xoáy sâu vào đầu của lão Trình, khiến lão sợ hãi tột độ. Thế nhưng dường như đứng trước cái chết, con người ta lại mạnh mẽ hơn. Tuy sợ hãi nhưng lão Trình vẫn cố dùng toàn bộ sức lực chạy thật nhanh vào nhà. Vừa vào đến nhà, lão liền chốt then cửa lại và tất bật bật cả điện lên. Lão Trình tay giữ chặt con dao trong tay, mắt nhìn chăm chăm về cánh cửa. Lúc này tiếng cười của nữ quỷ vang vọng khắp nơi, tiếng cười nghe ma mị rùng rợn. Hai tay cầm con dao của lão Trình bắt đầu run rẩy khi tiếng cười ngày một gần và rõ hơn. Một tiếng động rất lớn vang lên, cánh cửa nhà bỗng mở tung, hai cánh cửa đầm vào tường như muốn long cả bản lề. Cùng lúc đó cái bóng đèn kêu lên xoèn xoẹt vài tiếng rồi tắt, dừng lại cho bóng tối. Từ cửa đi vào, nữ quỷ xuất hiện với mái tóc xóa ra, che kín gần hết khuôn mặt. Trên tóc vẫn còn dính cả máu gà, nhất là cả mắt đỏ lòm như hai hòn than nổi bật trong đêm tối. Cả người của lão Trình bây giờ run lên bần bật, miệng lắp bắp phát ra từng tiếng khó nhọc. Cút đi, mày cút ngay, không tao giết mày bây giờ. Lão khua con dao trước mặt như đe dọa. Trái với những gì lão mong muốn, lúc này nữ quỷ nhìn lão Trình rồi ngửa cổ cười lớn. Muốn giết tao? Đến đây mà giết tao đi. Mày quên rằng tao đã chết rồi sao? Lão Trình như chợt hiểu ra, đứng trước mặt mình là quỷ chứ chẳng phải người đâu mà đòi giết. Không khéo mình mới là người chết. Lại đây nào, nhanh lên. Khi nữ quỷ kia vừa cất lời cũng là lúc những bước chân của lão Trình bước tới gần nó hơn. Lão Trình ý thức được tất cả, thế nhưng chẳng hiểu tại sao lão không thể điều khiển nổi đôi chân của mình. Cho đến khi mặt của lão Trình chỉ còn cách mặt nữ quỷ độ một gang tay, thì con quỷ kia thè cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm láp mặt của lão Trình. Nhợt nhạt cùng mùi hôi thối từ lưỡi con quỷ khiến cho lão Trình lợm giọng buồn nôn. Lão cất giọng cầu xin. Tôi xin cô tha cho tôi. Tôi xin được cúng bái cô tiền vàng đầy đủ. Tôi sẽ làm cho cô một cái lễ thật to. Nữ quỷ giơ tay bóp cổ của lão Trình, khiến mặt của lão tím tái, lưỡi thè dài ra đang đớp từng chút không khí. Lúc tưởng chừng sắp chết, nữ quỷ kia lại buông tay. Tạm thời tao tha cho mày, để mày chết nhanh như vậy thì lại ưu ái cho mày quá. Tao sẽ từ từ hành hạ mày, phải cho mày chịu đựng những đau đớn tủi nhục tao từng trải qua. Tôi có làm gì cô đâu, sao cô lại muốn giết tôi? Đúng, mày không làm gì, ông mày làm thì đời mày phải gánh chịu, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nữ quỷ bước tới gần lão Trình rồi nhập vào thân xác của lão. Một tiếng cười ma quái vang lên trong màn đêm, dòng cười của một ả đàn bà đang trong thân xác của lão Trình. Lão Trình lại chậm rãi đi ra sau vườn, nhưng bước đi của lão lúc này không cài nhắc nữa, mà bước đi rất bình thường nhẹ nhàng, như thể lão chưa từng bị tật ở chân. Lão đi một mạch đến chuồng lợn, đạp tung cánh cửa chuồng rồi cứ như vậy nhắm cổ con lợn to mà cắn. Lão cứ ôm chặt con lợn mà hút máu, mặc cho cả người của lão dính đầy phân. Trong lúc đó có hai thằng đi xoay ếch đêm, nghe thấy tiếng lợn kêu từ nhà của lão Trình phát ra liền bảo nhau. Có ơi, nhà lão ơi, Trình thịt lợn hay sao nhỉ? Tao nghe tiếng lợn kêu mày hả? Tao cũng nghe thấy,
Hay là mình vào xin đoạn lòng với tí Tiết về làm nhồi lòng Tiết đi. Ờ, được đấy. Nó dứt lời, hai thằng liền đến gọi cổng nhà lão Trình. Bác Trình ơi, nhà bác thịt lợn phải không? Bác cho bọn em xin đoạn lòng. Gọi một hồi không có ai trả lời, một thằng bèn lên tiếng. Hay là tao với mày nghe nhầm nhỉ? Nhà lão thịt lợn thì phải thắp điện chứ. Ai đời là nhà tối như đêm 30, chắc không phải đâu. Ờ, đúng đấy. Thôi tao với mày đi soi ếch đi muộn rồi. Hai thằng kia đang định bỏ đi thì cánh cổng từ từ được mở ra. Chúng mày xin lòng phải không? Hai thằng quay lại nhìn thấy bóng người trước mặt đang giữ đoạn lòng dài ngoằng về phía của nó. Một thằng cười sung sướng toan chạy lại cầm đoạn lòng. Thế nhưng khi nó vừa dọi đèn pin về lão Trình thì cả hai thằng như chết lặng. Cả người của lão Trình dính bè bết máu. Nó lìa cái đèn pin lên mặt của lão thì trời đất ơi, cả khuôn mặt của lão máu mè bè bét, khiến cả hai thằng sợ hãi lùi lại. Bác Trình, làm sao mà người ngợm như là tắm máu thế kia? Đáp lại câu hỏi của hai thằng, lão Trình nhả hàm răng để lộ ra một hàm răng đỏ lòm, nơi khóe miệng vẫn còn vương lại chút máu. Hai thằng sợ hãi hét ầm cả lên, chảy mau lên, tôi chết bỏ mẹ rồi. Cứ như vậy hai thằng vắt chân lên cổ mà chạy, không dám ngoái đầu lại. Phía sau vẫn vang lên tiếng cười quỷ dị, mà là tiếng cười của một người đàn bà. Lão Tân châm điếu thuốc lào rít lên một hơi dài, thì tiếng của thằng sồi hét toáng lên từ ngoài cổng. Thôi chết rồi bác Tân ơi. Lão Tân bông vội điếu xuống ôm ngực rồi ho. Mà cha cái thằng trời đánh thánh vật kia, sao mỗi lần mày hiện hồn là hồn phách tao nó muốn xuất khỏi xác thế hả? Từ từ thế nào được hả bác? Thế có cái chuyện gì nói luôn đi sao nào? Âm ma âm mới như là gà móc thóc. Lão Trình thọt lão ấy gặp chuyện không hay. Thế lão bị làm sao? Sáng nay em ra chợ dọn hàng cho con sư tử cái nhà em đó, thì người ta đồn lão Trình biến thành ma quỷ rồi. Tới qua bọn thằng cò con nhà ông Quốc á, ở cuối làng, đi soi nhái đêm đi qua nhà lão Trình, nghe thấy tiếng lợn kêu. Chúng nó mới tưởng nhà lão Trình thịt lợn cho nên vào xin đoạn lòng. Anh ở lúc lão Trình mang đoạn lòng ra thì cả người của lão dính đầy máu, trên mép máu vẫn còn đỏ lòm đó. Chúng nó kể là khi lão cười nhưng mà giọng không phải của lão, mà là giọng của đàn bà. Bác xem thì có chết không chứ. Cái quả này lão Trình đi đời nhà ma rồi. Lão còn nợ em tiền, mà tiền đó là quỹ đen của em. Lão có mệnh hệ gì em biết làm sao đi bác Tân? Lão Tân lúc này mặt mày biến sắc, đôi lông mày cau lại rồi đáp. Mày hôm nay bận đi gặt cho em thơm, hôm nay định bồng rảnh rỗi qua nhà lão Chuyến, thì nghe mày kể lão gặp chuyện đúng thật là... Mà sáng nay mấy bà hàng xóm nhà lão còn kể nha, chả biết lão làm sao mà bốc lên cái mùi thối lắm, cứ như là mùi xác chết đó. Họ còn nghe tới nửa đêm có tiếng cười của đàn bà. Thôi, uống chén nước vối tao vừa phá đi lấy sức. Tao với mày sang nhà lão, mong mọi chuyện là không quá muộn. Lão Tân vào nhà đeo cái túi đồ nghề rồi cùng thằng sồi phi xe một mạch đến nhà của lão Trình. Bác Tân dạo này tăng cân hay sao? Mày em đèo thì nặng thế. Thì mày đèo hai chả nặng. Bác khéo nơi đùa chứ đèo có mình bác bảo đèo hai. Bác coi em như trẻ con đó. Thì mày đèo một người một ma. Thằng sồi phanh gấp khiến lão Tân lúc này phản xạ không kịp, ôm chầm vào eo của nó, đầu đầm vào lưng của nó. Mày đi kiểu gì thế hả? Mày định giết người không dao đó hả? Có bác định giết người không dao đó. Bác nghĩ gì bảo em đèo bác xong đèo cả ma nữa hả? Thì tao bảo nó rồi, là mày ẩn thân hay là mày bay đi. Nhưng mà nó đâu có chịu chứ. Lâu rồi nó không được ngồi xe, nó muốn thử cảm giác được ngồi xe đạp như là khi còn sống. Thôi chúng mày thông cảm đi. Bác thích thông thì đi mà thông, em không thông cảm được đâu. Sáng đó có cái gì bỏ bụng đâu, mệt bỏ mẹ ra, lại còn bắt đèo cả người lẫn ma, sợ bỏ cha lên được đó. Bác rảnh hôm nào đèo nó đi hóng mát nha, em là em không rảnh đâu. Thôi cho mày thông cảm đi. Cái con bé nó kêu là ngồi sau xe của chúng mày thích. Bác nói gì? Bác tua lại em nghe xem nào. Bác vừa nói con bé á, thế nó là gái hả? Mà nữ thì có xinh không? Xinh như mộng đấy, xinh gấp cả trăm lần em đào bán thịt chó đấy. Vậy thì em mời bác lên xe, giữ cả em ma lên. Lúc này lão Tân nghĩ trong đầu, tổ sư cái thằng mê gái, đến ma là gái nó còn thích. May mà mình nói cường điệu lên, chứ mà tả thực cái vẻ đẹp thì nợ của con đâm binh này á, có mà nó đuổi cả người cả ma xuống xe cũng nên. Mà sồi ơi, ta góp ý thật nha, mày nghe thì nghe, không nghe thì cũng phải nghe.
Nếu mà sống sót qua hôm nay đó, tao đề nghị mày qua nhà con bùa liễu ở làng bên. Mày mua một liệu trình trị hôi nách đi. Chứ tao ngồi sau xe của mày, người toàn hương đồng gió nổi thế này không khéo tao chết đó. Chết ngạt đó mày. Bác, sao bác lại nói thẳng như thế? Em biết là em bị hôi nách, thế nhưng mà vợ em nó lại nghiện cái mùi này. Bao nhiêu lần là em tính mua thuốc chữa rồi, thế nhưng mà nó không có cho. Nó bảo là nó thiếu cái mùi này, nó không có chịu được. Ô lạ đời thế nhỉ, nghiện cái gì không nghiện lại đi nghiện cái mùi hôi nách. Hù vợ chú mặn thật đấy. Thằng Rồi và Lão Tân vừa đến cổng nhà Lão Trình thì một bà hàng xóm tất tả chạy tới, kéo tay của Lão Tân rồi nói, giọng vừa đủ nghe như sợ người thứ tư nghe thích vậy. Bác Tân ơi, nhà Lão Trình có quỷ sao ấy? Em ở sát vách đêm cứ nghe lúc, đêm cứ nghe tới lúc thì Lão Trình khóc lóc van xin, lúc thì nghe tiếng người đàn bà hát, lúc thì nghe thì tiếng khóc. Sợ lắm bác ạ. Mỗi hôm thì con chó nhà em toàn ngủ ở ngoài sân trong nhà, thế mà đêm qua nó lại biết sợ chui vào trong gầm giường nằm im thin thít. Sáng nay gọi ra ăn cơm không chịu ăn, phải mang cơm vào tận gầm giường mới ăn đấy. Được rồi, cứ về nhà đóng cửa ở im trong nhà thắp hương đi. Kêu cầu các cụ về vuốt ve che chở cho. Tôi nhìn âm khí dày đặc đang bao quanh ngôi nhà này, chắc chắn trong nhà của Lão Trình có quỷ. Vâng, thế em về trước nha. Khi nào bác bắt ma xong thì ới em một tiếng. Nó dứt lời thì người đàn bà nọ vội vàng chạy một mạch về nhà. Đứng trước cổng nhà Lão Trình lúc này, Lão Tân liền bảo thằng Sồi gọi Lão Trình xem Lão có mở cổng hay không. Tức là Lão vẫn còn an toàn, còn không thì chắc Lão đang gặp nguy hiểm. Bác Trình Thọt ơi, bác có nhà không? Đi uống rượu không bác Trình ơi? Gọi một thôi một hồi không thấy Lão Trình trả lời, thằng Sồi liền nói, không có ai trả lời bác Tân ơi, tôi bỏ mẹ rồi. Có khi nào Lão Trình bị giết chết, xác nằm bốc mùi trong nhà không? Nghe thằng Sồi nói như vậy, Lão Tân lúc này giật mình. Khi Lão cũng đang ngửi thấy một mùi hôi thối như xác chết phân hủy, Lão vội vàng bấm què xem tính mạng của Lão Trình ra sao. Lão còn sống, thế nhưng mà yếu lắm, quỷ nó nhập xác Lão rồi. Nếu mà không nhanh đuổi con quỷ kia, sinh khí của Lão Trình bị con quỷ kia hút cạn, lúc ấy Lão chắc chắn sẽ chết. Vậy bác mau nghĩ cách đi, chứ không Lão Trình mà chết thì tiền của em cũng theo Lão về âm phủ à. Mày cứ từ từ để tao tính đi, sai một ly chỉ có nước chết thôi. Tao tính như thế này, mày trèo hàng rào vào trong nhà đi, chìa khóa cổng Lão Trình để dưới cái chậu hoa trước cửa nhà đấy. Thằng Sồi nhìn Lão Tân rồi lùi lại miệng lắp bắp. Bác đi mà trèo đi, sao lại bảo em? Nhớ con quỷ nó giết em thì sao? Em còn trẻ vợ dại con thơ. Thôi bác trèo vào đi, em đứng ngoài em canh cho. Mà bố nhà mày chỉ hốc là nhanh, chả được cái nước gì cả. Tao bảo mày trèo vào là tao có tính toán, chả nhé tao lại để cho ma quỷ nó giết mày. Nhanh đi không Lão Trình gặp nguy hiểm. Không, em chả vào một mình đâu. Ăn thì có bao giờ bảo người tan một mình đâu. Có vào thì cả hai cùng vào. Thôi được rồi, thế thì cả hai cùng vào. Vậy là cả Lão Tân và thằng Sồi leo qua cái hàng rào vào nhà Lão Trình. Khi vừa đặt chân xuống đất, cả hai cảm nhận thấy hơi lạnh bao quanh người của mình. Lão Tân kéo tay của thằng Sồi lại rồi nói, đi phía sau đi, nơi này âm khí nhiều lắm, đi sát tao vào kẻo quỷ nó lôi đi mất đấy. Thằng Sồi cứ như vậy nắm lấy vạt áo của Lão Tân mà đi. Nhìn mặt cả hai trông rất căng thẳng, rồi đột nhiên nó kéo áo của Lão Tân lại. Đang đi bị thằng Sồi giữ lại, Lão Tân liền quay lại rồi gắt, ờ thì cái thằng này đang đi sao lại kéo tao? Về thưa bác ơi, chứ em sợ lắm. Đang mùa hè nóng trời mỡ mà tại sao vào nhà Lão Trịnh lại lạnh như vậy? Ông ví trên người của em nổi cả lên. Hay là mình về em không cần Lão Trịnh trả tiền nữa, mà người là quan trọng. Về là về thế nào? Đã đặt chân đến đây là phải cứu Lão Trịnh. Anh em mình sống là phải trước sau như một. Biết Lão gặp nguy mà không cứu thì có phải anh em trên bến dưới thuyền được không? Đứng trước cánh cửa nhà Lão, Lão Tân cảm nhận được một luồng quỷ khí rất mạnh đang bao quanh lấy nơi này, nhất là sau bên trong cánh cửa. Lão Tân đẩy cửa vào nhưng bị khóa bên trong. Đang không biết làm thế nào, thằng Sồi liền nói, bác lùi ra để em. Thằng Sồi lấy đà rồi đập vài phát thật mạnh vào cánh cửa, thế nhưng nó vẫn cứ trơ ra không một chút lay động. Thằng Sồi liền nghĩ bụng, cái cửa nhà Lão Trình đã cũ như vậy, sao đập mạnh mà chẳng lay động? Cứ như cửa nhà nó thì sau mấy phát đạp có mà tung cả bàn lề rồi cũng nên. Nó nhìn sang Lão Tân toan nói gì đó
thì nó thấy lão thân lấy một đạo bùa dán vào cánh cửa. Sau đó lão quay sang thằng Sồi rồi nói: "Được rồi, mày phá cửa đi." Lần này thì thằng Sồi đạp một phát duy nhất, cái bàn lề cửa cũng tung ra, nó liền nhấc cả cánh cửa. "Mày đi phía sau tao cứ." Nghe lão Tân nói như vậy, thằng Sồi vội vàng chạy lại đi phía sau lão Tân. Cả hai rón rén đi vào trong nhà. Lão Tân với thằng Sồi tìm khắp nhà vài lượt mà lạ thay không tìm thấy lão Trình đâu. Thằng Sồi thở hắt ra nhìn lão Tân rồi nói: "Lão Trình đâu rồi bác? Sao tìm mãi mà không thấy lão? Có khi nào..." "Lão Trình vẫn đang trong nhà, thật cảm nhận thế mà." "Vậy thì lão ấy đâu? Cái nhà bé bằng mắt mũi sao mà không tìm thấy?" Lão Tân nhìn nó hai tay chống vào hông rồi đáp: "Thế mày có nhớ ngày trước cả họ, cả hàng, cả cái làng, cả cái tổng sách đít đi tìm mày khắp cái làng này mà không thấy không? Thế thằng nào bị ma nó giấu, ngồi một đống trong cái bụi dứa dại?" Lão Tân nói đến đây, thằng Sồi như nhận ra điều gì, nó liền bảo: "Ý của bác nói lão Trình đang bị ma giấu?" "Phải, không ma thì người nó giấu hả? Cửa thì khóa bên trong, người tìm không thấy thì chắc chỉ có ma giấu mà thôi." Nói đoạn lão Tân đi đến bàn thờ, lão toàn thắp hương thì thấy tro trong bát ướt nhẹp. "Ô hay, sao trong bát hương nhà lão Trình lại có cả bã chè thế này?" Thằng Sồi chạy đến, nó nhìn trong bát hương nhà lão Trình có bã chè thật, nó liền thốt lên: "Hay là đêm qua lão Trình say quá cho nên mời các cụ uống nước chè?" "Không phải, tìm lão Trình đi." "Thế nhưng bây giờ tìm lão Trình thế nào hả bác?" Lão Tân nắm một nắm cho trong cái bát hương không bị ướt, lão nhậm chú sau đó rắc nắm cho hương khắp nhà. Khi nắm cho hương vừa rắc hết, cũng là lúc tiếng của thằng Sồi hét lên: "Bác Tân ơi, thế lão Trình rồi." "Đâu, lão ta đâu?" Nhìn theo tay của thằng Sồi, lão Tân thấy lão Trình đang đu mình vắt vẻo trên sàn ngang. Cả người của lão dính đầy máu, thậm chí trên mép của lão còn dính một vệt máu đã khô, rớt rãi chảy tong tong. Lão nhìn về hướng thằng Sồi cùng lão Tân với một ánh mắt quỷ dị. Lão Tân dường như nhận ra người trước mặt lão đã không còn là lão Trình, thân xác lão đã bị con quỷ kia nhập vào. "Tìm thấy tao rồi sao?" Lão Trình cất tiếng nhưng giọng nói và ngữ điệu không phải của lão mà là giọng của một người đàn bà, giọng nói nghe âm vang quỷ dị. Thằng Sồi nghe xong sợ hãi co rúm vào, cứ đứng sát vào lão Tân: "Bác Tân ơi, lão Trình bị quỷ nó cướp mất xác rồi, giọng nói này là của đàn bà." Lão Tân lúc này chẳng để tâm tới lời nói của thằng Sồi, lão chỉ chú tâm vào động thái của con quỷ trước mắt. "Chúng mày cút đi ngay, không tao giết cả lũ." "Con quỷ kia, mày chết rồi sao không đầu thai mà ở lại dương gian làm càn hại người vô tội?" Lão Tân vừa dứt lời, con quỷ cười vang cả nhà. Nó nhảy từ trên xà nhà xuống bàn thờ. Nó ngồi chiếm chìa trên đó gần giọng nói, khuôn mặt đỏ rực, đôi lông mày nhíu lại như thể hiện sự tức giận. "Người vô tội ư? Chúng nó mới chính là một lũ quỷ, ta phải giết sạch, sẽ không để lại cái nòi giống ác độc này." Nói đoạn nó lại ngửa cổ mà cười. "Mày hãy thoát ra đi, trả thân xác cho lão Trình, ta hứa sẽ giúp mày lên chùa nghe giảng đạo, chờ ngày trả xong nghiệp rồi đi đầu thai." Con quỷ trợn trừng mắt nhìn lão Tân rồi hét: "Cút đi tên thầy pháp kia, ta không cần đầu thai, nếu mày không đi thì đừng trách tao." Lão Tân nhìn con quỷ bằng một ánh mắt cương quyết, dõng dạc nói: "Vậy nếu mày không thoát ra khỏi thân xác của lão thì tao sẽ đánh cho mày hồn phiêu phách tán, đến lúc đó thì đừng trách tao ác." Con quỷ nhìn lão Tân cười rồi đáp: "Nếu chúng mày đã muốn chết thì để tao giúp chúng mày toại nguyện, cái lũ ngu si." Con quỷ trong thân xác của lão Trình lao về thằng Sồi, nó toàn bóp cổ thằng Sồi. Thế nhưng lão Tân đã nhanh chóng kéo tay thằng Sồi, né được bàn tay của con quỷ. Lão Trình béo là như vậy, chân lại còn thọt, đi lại vốn đã rất khó khăn, nhưng này bị con quỷ nhập xác, lão di chuyển rất nhanh nhẹn, cái chân thọt dường như di chuyển được bình thường. Con quỷ liên tiếp lao về lão Tân và thằng Sồi, mỗi đòn đánh của nó như muốn lấy mạng của cả hai. Lão Tân vì lo cho thằng Sồi cho nên phân tâm. Rồi bất ngờ lão Tân đẩy thằng Sồi ra, con quỷ thấy vậy liền hướng sự chú ý về nó. Thằng Sồi thấy lão Tân không những không bảo vệ mình còn đẩy mình ra thì nó sợ hãi: "Bác Tân, bác muốn giết em hả?"
Rất nhanh con quỷ lao về thẳng sồi, nó bóp lấy cổ rồi nhấc bổng lên. Lực tay của nó rất mạnh đến nỗi chỉ vài giây thằng sồi tưởng chừng như ngạt thở sắp chết. Hai mắt của nó trợn ngược cả lên. Cùng lúc đó khi con quỷ đang muốn giết thằng sồi, lão thần nhanh tay bắt quyết niệm chú, rồi dùng bàn tay đánh mạnh vào đầu lão Trình. Con quỷ dường như đau đớn, nó buông thằng sồi rồi hét lên. Cùng lúc đó một làn khói xám bay ra khỏi người của lão Trình. Lão Trình lúc này nằm vật ra đất ngất lìm chẳng biết gì nữa. Thật ra lão Tần có thể ra đòn mạnh với con quỷ kia, thế nhưng lão sợ ảnh hưởng đến lão Trình. Lão muốn phải dùng cách gì ép con quỷ thoát khỏi thân xác của lão càng nhanh càng tốt. Vì quỷ khí mà nhập vào người lão Trình lâu, nặng thì khiến cho lão mất mạng, nhẹ thì dù cứu được, lão cũng mất thần trí trở nên điên loạn. Chính vì vậy lão Tần đánh liều lết thằng sồi ra làm mồi nhử, để lúc con quỷ sơ hở sẽ đánh bay hồn phách của nó khỏi thân xác. Khi thấy con quỷ đã bị đánh văng ra khỏi thân xác lão Trình, lão Tân liền lao tới chỗ của lão Trình một cách nhanh nhất. Lão đứng chắn trước thằng sồi và lão Trình để đảm bảo an toàn cho cả hai. Thằng sồi lúc này vẫn còn nằm dưới đất chưa đứng dậy được, còn lão Trình thì vẫn bất tỉnh. Lão Tân rút trong người ra một lá bùa dán vào giữa trán của lão Trình. Lá bùa này có tác dụng giữ hồn phách của lão, cũng là để nữ quỷ kia không nhập đường vào xác của lão nữ. Lúc này làn khói xám vừa rồi tụ lại thành một nhân ảnh hết sức quỷ dị. Cái đầu chọc lốc, hai mắt sâu hoắm như một hố đen, cơ thể như một bộ xương khô, hai bàn tay với những móng vuốt đen sì. Cơ thể của nó vặn vẹo, tiếng xương kêu lên răng rắc như thể muốn gãy ra đến nơi. Lão Tân nhìn chăm chú vào từng chuyển động của con quỷ kia. Lão chỉ sợ trong phút giây nào đó mình sơ sẩy sẽ bị nó đánh. Sồi ơi, mày sao rồi? Em làm gì nên tội? Sao bác nỡ lòng nào đem em ra thế mạng với bác Tân? Tao xin lỗi, tình thế bất đắc dĩ. Có gì sau ngày hôm nay tao mời mày một chầu quên lối về, được không? Phấn khởi lên đi, tao cần mày giúp. Giúp đáp cái gì tầm này, cả người em mê ẩm đây này. Nó dứt lời, thằng sồi ngồi dậy, nhưng tim của nó dường như ngừng đập, cả người ngây ra như là một khúc gỗ. Hai mắt tròn tròn khi nó nhìn qua háng của lão Tân, thấy hình ảnh quỷ dị của nữ quỷ. Nhưng không tin vào mắt của mình, nó cúi đầu nhìn xuống qua háng lão Tân thật kỹ, như thể khẳng định những gì nó đang thấy trước mặt là thật. Ôi thầy bố ơi, bác Tân ơi cứu em. Vừa hét nó vừa ôm lấy chân của lão Tân, người run lên bần bật. Quỷ, bác Tân ơi quỷ đấy. Bỏ tê ra nhanh lên, không tụt bố nó quần bây giờ. Cứ ôm khư khư như vậy thì đánh đấm gì chứ. Trong lúc lão Tân với thằng sồi đang đôi co, nữ quỷ lao về lão Trình toan nhầm vào xác của lão. Thế nhưng khi nó chưa chạm đường vào thân xác lão Trình, thì một luồng sáng tỏa ra từ lá bùa đánh bay nó về phía xa, khiến cho nó bị thương. Hồn phách của nó tan thành khói xám. Chết cha mày chứ con quỷ, đồ quỷ cái. Bác Tân mau đánh cho nó hồn phi phách tán đi. Thằng sồi thấy con quỷ bị thương tan thành khói thì nó đứng dậy rồi nói lớn. Thế nhưng nó đâu biết được rằng đạo bùa vừa rồi không hề khiến con quỷ bị thương, mà chỉ làm cho nó không nhập được vào thân xác của lão Trình mà thôi. Và rất nhanh làn khói đen vừa rồi tụ lại thành một nhân ảnh quỷ dị. Khi thằng sồi còn đang phân tâm thì nữ quỷ rất nhanh lao tới, thân vùng nắm vuốt đâm chết thằng sồi. Lão Tân như đoán được tình hình, lão kéo tay thằng sồi sang một bên, lấy thân mình che cho nó. Cho nên những móng vuốt sắc nhọn của nữ quỷ chỉ sượt qua lưng của lão. Tuy là tránh được đòn hiểm của nữ quỷ, thế nhưng lão Tân cũng ít nhiều bị thương. Máu bắt đầu thấm qua áo của lão, tạo nên những vết loang lổ. Máu, bác Tân ơi, bác bị chảy máu. Tao không sao. Nữ quỷ nhìn hai người bọn họ ngửa cổ lên cười, giọng lanh lành nghe âm u quỷ dị. Chúng mày khôn hồn để thằng béo kia lại cho tao, rồi tao tha cho. Bằng không thì ba thằng chúng mày chết chung đi. Tao sẽ ăn luôn hồn phách chúng mày, để chúng mày không bao giờ được đầu thai. Cầm mồm đi con quỷ cái. Ông đã nương tay cho mày rồi, mày không biết phân biết phận. Phen này thì ông đánh cho mày hồn tiêu phách tán. Dứt lời, lão Tân lấy trong túi ra một sợi dây màu vàng. Lão tung về con quỷ rồi ngồi xuống xếp bằng đọc chú. Sợi dây màu vàng trói chặt vong hồn nữ quỷ
mặc cho nó cố gắng tránh né để chạy thoát. Lão Tần ngồi bệt xuống đất miệng lầm nhầm đập chú, một màu vàng kim từ sợi dây phát sáng khiến nữ quỷ càng thêm đau đớn, từ hốc mắt chảy ra hai hàng máu đen sì. Dừng lại đi cái tên thầy ác độc kia. Lão Tần mặc cho lời của nữ quỷ tay vẫn bắt ấn độc quyết, chỉ có thằng Sồi đứng bên cạnh mắng trời: chả bố nhà cái con quỷ xấu nhất trong các con quỷ tao gặp kia, mày tính giết ai? Mày giỏi ra đây giết đi này. Giết đi, người ta không thù không oán, mày tính giết chết người ta. Nữ quỷ kia tuy rất đau đớn nhưng cũng ngẩng mặt lên nhìn chăm chăm thằng Sồi. Gọi là nhìn thôi chứ đôi mắt của nó như hai hố đen chẳng có đồng tử. Mày nhìn gì tao hả con quỷ kia? Chúng mày là một lũ khốn nạn. Hôm nay dù hồn siêu phách tán, tao nhất định phải giết chết cái nòi giống cuối cùng của nhà họ Hoàng. Lão Tần lúc này tôi không đầm chú nữ, là vẫn ngồi xếp bằng nhìn về phía nữ quỷ. Quỷ khí phát ra từ nó còn nhiều lắm, thậm chí oán khí ngày càng tăng. Dường như nó muốn giết lão Trình cho bằng được. Vì dù bị trói bằng di phép cầm đập chú ngữ khiến cho nó đau đớn cùng kiệt, thế nhưng nó vẫn luôn dùng hết sức để thoát ra bằng được. Nó vẫn hướng đôi mắt không tròng nhìn về lão Trình như thể muốn giết chết lão ngay lập tức. Cùng lúc đó lão Trình tỉnh dậy, nhìn thấy lão Tân với thằng Sồi. Lão Trình lao đến ngồi bệt xuống bên cạnh lão Tân, ôm chặt lão rồi khóc giống lên như đứa trẻ bị mẹ đánh. Lão Tân, cuối cùng lão cũng đến cứu tôi. Tôi tưởng kiếp này không còn gặp được hai người chứ. Lão Trình thấy bàn tay của lão đặt lên lưng của lão Tân lúc này ươn ướt. Lão bèn giơ tay nhận ra đó là máu. Lão liền hoảng hốt la lên: trời đất ơi, máu bác Tân ơi. Tôi không sao. Thì máu đó thì nhầm nhò gì, tôi không chết đâu mà sợ. Lão Trình ôm lấy lão Tân rồi than: tôi cảm ơn lão nhiều lắm. Trên đời này ngoài thầy bu tôi ra, chắc chỉ mình lão đối xử tốt với tôi, liều mình mà cứu tôi. Thằng Sồi đứng từ bấy giờ nhìn cảnh bạn bè tình thương mến thương thì nó liền lên tiếng: trời đất ơi, Đào Bá Sồi, từ bấy giờ là người vô hình à? Thế thôi không liều cái thân này đi cứu bác Trình, liệu bác Trình lúc này còn thở không hả? Tôi còn bị con mà mẹ cái nó bóp cổ suýt chết, mà bác coi tôi như là không khí vậy chứ. Lão Trình nước mắt ngắn dài nhìn thằng Sồi: anh biết chứ, biết công lao của chú, phép này anh sẽ hầu đãi chú và lão Tân. Thôi thôi, tao xin chúng mày đó, mệt đứt mẹ cả hơi, ở đó khóc với trà than công với trà tráng. Nói đoạn lão đứng dậy đi đến trước mặt nữ quỷ: bây giờ mày nói cho tao biết, cái lão béo kia làm gì nên tội mà mày một mực đòi giết? Lão Trình nghe lão Tân hỏi vậy thì bèn thanh minh: tôi có làm gì nó đâu, mà nó cứ đòi giết tôi, lại còn muốn dòng dõi nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn. Nữ quỷ nhìn lão Trình cười như điên dại: thầm muốn con cháu nhà họ Hoàng phải chết, chết sạch chết giáo không còn ai. Thầm không muốn cái mầm mống độc ác ấy tồn tại trên đời. Mà cha cái con quỷ cái kia, thì ông làm gì nhà mày mà mày đòi giết ông hả? Lại còn muốn nhà ông tuyệt tự, đúng là cái đồ quỷ cái. Tuy đang bị trói nằm dưới đất nhưng nữ quỷ cố trườn mình lao về lão Trình. Thế hành động này của nữ quỷ, lão Trình sợ hãi đứng bên cạnh thằng Sồi: mày là con cháu cuối cùng của họ Hoàng, mày là người cuối cùng tao phải giết. Để tao nói cho mày nghe một chuyện, thầy bố của mày cách đây mấy chục năm trước là do tao giết, rồi cả vợ của mày, vợ hai vợ ba của mày cũng đều do tao giết. Chúng nó đều bị tao hút dần sinh khí mà chết. Mà có một chuyện nghe xong mày rất đau lòng. Thật ra mày có con, một đứa con, thế nhưng nó chưa kịp chào đời đã phải chết theo mẹ của mình. Lão Trình như chết lặng, hai hàng nước mắt đã rơi. Vì lão, những chuyện mà nữ quỷ kia kể quả thật đau đớn. Lão Trình như không tin vào những gì mình nghe thấy. Con quỷ cái kia, mày vừa nói cái gì? Tao có con. Đúng, là con vợ ba của mày có chữa, thế nhưng nó chưa kịp báo tin mừng đó cho mày đã bị tao giết. Tai của lão Trình như là ù đi, đầu óc như quay cuồng. Lão ngồi bền xuống đất ôm mặt khóc, tiếng khóc như xé tâm can. Lão chẳng biết mình cái nên tội nghiệp gì để đến nồng nỗi như bây giờ. Lão Trình gào lên trong uất hận: mày là con đàn bà độc ác, mày phải xuống địa ngục đồ quỷ cái. Lão Trình quay sang nhìn lão Tân rồi nói trong nước mắt: lão Tân,
Lão giết chết con quỷ này đi, giết nó nhanh lên. Giết tao ư? Tao chết rồi, là lũ họ Hoàng ác độc chúng mày giết tao. Bây giờ tao chỉ trả lại cho chúng mày mà thôi. Nói đoạn nữ quỷ ngửa cổ lên trời mà cười. Lão thân lúc này lên tiếng: ai làm người nấy chịu. Có thể đời trước nhà lão Trình có tội với cô thì họ phải chịu tội, hà cớ gì cô đổ lên đầu người vô tội. Cô có biết bao nhiêu mà người phải chết một cách oan ức không? Chết đáng lắm, chứ nó phải chết. Con cháu họ Hoàng phải tuyệt tự tuyệt tôn, ta mới được an ủi phần nào. Cô hãy buông bỏ chấp niệm đi đầu thai, trả thù như vậy là đủ rồi. Tao không cần đầu thai chuyển kiếp. Nếu cô còn cố chấp, ta thiêu hài cốt của cô. Cô hãy lựa chọn đi. Một là ta gửi cô lên chùa nghe giảng kinh Phật, hay là bị hồn tan nát phách, vạn kiếp không được siêu sinh. Người nghĩ sẽ tìm cốt được của ta? Tất nhiên là ta tìm thấy. Rồi mang lá bùa này ra giữa sân đốt, cho lá bùa này rơi ở đâu thì hãy đào chỗ ấy lên. Thằng Sồi vội vàng cầm lá bùa trên tay lão Tân rồi chạy ra sân châm lửa đốt như lời của lão dặn. Sau một hồi, lá bùa lúc này thành một nhúm tro, rồi cho cột lá bùa cứ như bị một cơn gió cuốn đi. Thằng Sồi vội vã chạy theo, cho đến khi thấy trò rơi dưới gốc mít, nó vội vàng chạy vào nhà. Trò rơi ở chỗ gốc mít, bác Tân ơi, đào gốc mít lên sẽ thấy thứ ta cần tìm. Khuôn mặt của nữ quỷ lúc này thoáng chút sợ hãi. Bác nói gì? Bác bảo em phải đào gốc mít, em làm một mình sao được chứ? Hay là em sang thuê mấy thằng? Mày không phải lo, cái việc của mày là giúp tao bốc cái cốt đấy lên, đặt giữa sân phơi nắng là được. Lão Tân vừa dứt lời thì một tiếng rầm vang lên. Cây mít nơi gốc vườn nhà lão Trình đã bị đổ như có ai đốn hạ. Thằng Sồi và lão Trình ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Thằng Sồi toan hỏi thì lão Tân nói: là cái em âm binh mày vừa đèo đấy, mày nghĩ tao cho mày đèo nó đi hóng mát hả? Thôi ra xem tình hình thế nào. Thằng Sồi vội chạy ra chỗ gốc mít, thấy cây mít đã bị đốn hạ, gốc mít cũng bị đào bật lên. Lúc này dưới hố là một vật gì đó được quấn bằng một lớp chiếu mục nát. Thằng Sồi nhảy xuống hố, tay gạt lớp đất vụn ra, nó toan lật tấm chiếu thì từ trong nhà tiếng của lão Tân vọng ra: đó là hài cốt của con quỷ đó. Lão Tân nhìn nữ quỷ nhếch mép cười: nào bây giờ hãy đưa ra một lựa chọn đi. Nếu mà không, ta đem xác của mày đi phơi nắng. Mùa nắng này nóng lắm, đau đớn lắm đây. Hay là mày muốn thử? Sói, mang cái xác con này ra phơi nắng. Dừng lại, làm ơn dừng lại đi. Nữ quỷ cất lời van xin. Trong đôi mắt không tròng kia còn chảy ra một thứ chất dịch đen xì, tựa hồ như là huyết lệ. Lão Trình quay sang lão Tân rồi nói: lão không được tha cho nó. Nó giết thầy bu tôi, giết vợ giết con tôi, lão không được tha cho nó. Lão bình tĩnh đi, cái gì cũng phải có nguyên nhân, không có lửa sao có khói. Hơn nữa nghe cô ta nói thì có lẽ cụ Kỳ tổ tiên nhà lão đắc tội với cô ta. Hôm nay tôi muốn cởi cái nút thắt này. Lão Trình quay sang với nữ quỷ rồi nói: bây giờ cô hãy kể cho ta và lão Trình nghe lý do mà cô giết cả nhà lão. Hãy cởi dây trói này cho ta, ta đau lắm. Thằng Sồi chạy lại níu tay của lão Tân: bác đừng nghe nó, gớm người còn chả tin được như là tin quỷ, nó sống ra bây giờ chết cả lũ. Lão Tân nhìn về nữ quỷ rồi giọng điệu hết sức chân thành: ta tin cô ta, được khi những con người còn ác hơn cả ma quỷ. Lão Tân bắt ấn rồi đọc lệnh: thu. Sợi dây trói nữ quỷ biến mất, nữ quỷ vặn mình một cái khiến lão Trình với thằng Sồi chạy lại đứng sau lưng lão Tân như chờ đợi. Lúc này khuôn mặt quỷ dị của nữ quỷ biến về hình hài như lúc còn sống, là một người con gái hết sức xinh đẹp. Trên người cô ta vần một bộ quần áo màu đỏ như áo của cô dâu. Cả ba người ngạc nhiên nhìn chằm chằm nữ quỷ không chớp mắt. Thằng Sồi lúc này ấp úng: sao mày không à sao em quỷ không biến thành hình như này? Có phải bọn anh đỡ sợ không? Nhìn đẹp như vậy có khi bọn anh chẳng nỡ ra tay. Cầm mồm đi, tuổi của tao cũng xếp ngang hàng với tổ tông nhà mày đấy, đúng là cái thằng dê xồm. Thế bị nữ quỷ mắng, thằng Sồi đứng im, thở cũng chẳng dám thở mạnh, nhưng ánh mắt của nó không rời nữ quỷ một giây. Được rồi, cô hãy nói tất cả những điều ủy khuất cho ta nghe.
Lúc này ánh mắt của nữ quỷ như nhìn vào khoảng không vô định. Cô ta hồi tưởng lại những chuyện xảy ra với mình trước kia, những chuyện hết sức đau lòng, bi thương. Ngày đó Mai Chi vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Trong làng cô nổi tiếng là một người đẹp nết, có rất nhiều đám đánh tiếng mai mối. Nhưng Mai Chi chỉ ưng mối anh Hải, một anh nông phu nghèo mồ côi cha mẹ. Hai người đã đính ước nguyện một lòng một dạ với nhau. Hai người cũng dự tính độ dăm 3 tháng nữa xin thầy bu của Mai Chi cho ngay người nên vợ nên chồng. Thế nhưng rồi sự chẳng lành đã xảy ra. Hôm ấy là ngày nhà ông Phú Nghị đi thu tô. Khi đến nhà Mai Chi nhìn thấy cô, lão ưng ngay từ giây phút đầu tiên, cho nên lão đánh tiếng với thầy bu cô. Nhưng thầy bu cô nào đồng ý hôn sự này. Lão Phú Nghị kia so về vai vế thì đáng tuổi cha cô. Lão có tận 4 bà vợ, mà gà vào nhà lão coi như là ông bà mất con. Ông Hải thầy của Mai Chi vội vàng quỳ xuống đất. Con xin ông Phú, xin ông tha cho nhà con. Con nó còn nhỏ dại chưa biết gì ông ạ. Ông Phú vuốt chòm râu phơn phớn mỏng vô tổ chức trên mồm rồi nói. Bé bỏng gì? Gớm nó cứ phây phây thế kia mà bảo bé. Chưa biết gì thì về ông dạy. Ông dạy hết cho không phải lo. Mà nhà lão còn nợ ông đến 10 quan tiền. Khéo chả một kiếp chẳng hết. Thôi thì cứ để con bé về làm bàn năm, ông xoang hết nợ cho. Bằng không thì ông xít luôn mảnh đất này, rồi lôi chúng mày đi ra đường đấy. Nghĩ đi, rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu độc, thì để ông toại nguyện cho. Ba người nhà Mai Chi lúc đó sợ hãi tột độ. Ai thì không biết chứ lão Phú Nghị này nói là làm thật. Cái đồ ác động của lão văng khắp cả vùng lân cận. Ông Hải cũng phải chấp nhận mà gả đứa con duy nhất của mình đi để làm vợ lẽ của lão Phú. Phải là ngày cưới cũng đến, Mai Chi phải từ bỏ người cô yêu để lấy lão già ác độc làm chồng. Nhà lão Phú hôm cưới nhộn nhịp lắm, ai nấy cũng cười nói vui vẻ, nhất là lão Phú. Vì ở cái tuổi ngũ tuần lão vẫn cưới được một người vợ trẻ đẹp nhất làng, thì còn gì hạnh phúc hơn. Thế nhưng chẳng ai biết được rằng Mai Chi được cưới về để nhằm xông nghỉ cho nhà Phú Nghị. Vì lão được một thầy pháp người Tàu mách nước rằng vận mệnh đường tài lộc phúc báu của nhà lão đã cạn. Hãy tìm một người con gái mệnh thuần dương còn trinh để cưới. Lúc đó vận mệnh sẽ đổi chiều, gia đạo yên ấm, đường công danh tài lộc sẽ ngày một thăng tiến. Nếu không thì gia tộc nhà lão sớm lụi bại trong nay mai. Vậy là lão Phú tìm hiểu biết được Mai Chi mang mệnh thuần dương. Lão gấp rút muốn cưới cô cho bằng được để xông nghỉ. Phía lại lão có thêm người vợ vừa trẻ vừa đẹp, vẹn cả đôi đường. Thế nhưng mọi sự không như lão dự tính. Đêm đồng phòng thì lão như chết lặng khi biết Mai Chi không còn con gái. Lão điên loạn lôi Mai Chi giữ nhà lớn trừng phạt. Lão Phú cầm roi mây vụt tới tấp lên người của Mai Chi, vừa vụt lão vừa chửi. Chà sư bố cái con đĩ, con voi dày ngựa xéo, mày tí tuổi đầu lăng trả với trai. Ông tưởng đâu mày còn con gái ông rước về làm vợ, anh ngờ ông rước cái loại lẳng lơ. Mấy bà vợ của lão nghĩ thế lão phát điên như vậy, cũng chẳng dám can ngăn, mặc dù cũng xót cho Mai Chi. Chưa về làm dâu nửa một ngày bị đánh đến độ người trả ra người. Lúc này gã thể pháp cũng từ gian nhà dưới đi lên. Ngày qua biết Mai Chi không còn trong trắng, gã liền nhìn lão Phú rồi lắc đầu. Họa này tôi e không tránh được, là thiên ý. Thầy xem giúp tôi, con này không xông nghỉ được tôi cưới con khác. Không dễ đâu ông Phú, cô ta bước về nhà này là làm nghi thức xông nghỉ rồi. Vì cô ta không còn trinh trắng càng khiến những tai ương đến với gia đình của ông nhanh hơn. Nói đoạn lão thể pháp bước đi chẳng nói thêm lời nào. Lão Phú điền máu hạ lệnh đem Mai Chi ra bìa rừng chôn sống. Và người thực thi nhiệm vụ này chính là hai người ở của nhà lão Phú, là thằng Điền và thằng Tèo. Mai Chi bị đánh đến nỗi ngất lịm mê man. Trên đường đem Mai Chi đi chôn sống như lời của lão Phú, thằng Điền nhìn Mai Chi cơn dục vọng trong người nổi lên. Vậy là hai thằng đem Mai Chi về nhà thằng Điền rồi thành nhau làm nhục cô nhiều ngày, cho đến khi thân xác cô không chịu được mà chút hơi thở cuối cùng. Lúc này chúng bàn nhau chôn cô sau vườn nhà thằng Điền. Chúng nó chỉ quấn xác cô bằng một cái chiếu. Thằng Tèo sợ hồn ma Mai Chi vì đòi mạng, nó liền xin một đạo bùa dán trên cái chiếu bó xác của Mai Chi. Có lẽ mọi chuyện sẽ qua đi mà chẳng ai biết,
và Mai Chi sẽ chẳng về báo thù được nếu như thằng Điền không trồng một cây mít đúng chỗ chôn xác của Mai Chi. Nhiều năm sau, chính dễ mít đó đâm rách lá bùa phong ấn linh hồn của Mai Chi, nên cô quay trở về trả thù những người hại mình. Nhà Phú Nghị sau một thời gian cũng gầm cơn ra biến, do cầu cả nhà lão Phú buôn áo phiền và buôn lậu muối, cho nên bị Tây Dương nó giết. Nhà lão Phú cũng bị liên lụy mà bị giết cả nhà không sót một ai. Nhà lão bao đời làm điều ác cho nên nghiệp quả như vậy cũng đáng. Mai Chi chỉ tiếc rằng mình không tận tay giết chết lão Phú Nghị. Trở về thực tại, cả người của lão Trình run bần bật, nước mắt nước mũi tèm nhem. Giờ lão đang hiểu tại sao nữ quỷ kia tìm đến nhà của lão báo thù. Ông nội lão Trình chính là người tên Điền, một trong hai người làm điều bị ổi và giết chết Mai Chi. Lão Trình lao đến quỳ sụp dưới chân của Mai Chi, rồi lão kinh như vậy dập đầu xuống nền nhà. Con lạy bà là ông con sai, con là con cháu xin dập đầu tạ tội với bà. Con cũng xin thay mặt ông con mà chuộc tội. Con sẽ an táng bà một cách chu đáo, sẽ lập bàn thờ ngày ngày nhang đèn thờ phụng. Con xin bà hãy buông bỏ hận thù, tha thứ lỗi lầm của ông con. Sơ lão Trình dập đầu thành tâm, đến nỗi trên trán bây giờ sưng như quả ổi. Mai Chi nhìn lão Trình cô ấy khóc, những giọt nước mắt của sự tha thứ buông bỏ. Dù không muốn tha thứ thì bây giờ ta còn làm được gì, muốn giết mày không được nữa. Mai Chi nhìn lão Tân với ánh mắt đượm buồn. Xin ông giúp tôi lên chùa nghe giảng đạo, trải hết nghiệp quả để đi đầu thai. Được, ta sẽ giúp cô. Ngày mai ta sẽ xem giờ đẹp an táng hài cốt cho cô. Cô yên tâm, lão Trình thờ phụng cô tử tế như người thân của lão. Phong hồn của Mai Chi mỉm cười nhưng hài lòng rồi tan biến. Lão Tân bước đến ngồi dựa vào ghế thở dài. Thôi thế là xong rồi nhé. Tí tôi kê ít vàng mã hương hoa, mai lão Trình đi chợ mua sớm để làm lễ cho cô Mai Chi. Nhớ thờ phụng người ta tử tế, không phải tội đấy, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Vậy mọi sự tôi nhờ lão giúp tôi, ơn này tôi suốt đời không quên. Thôi ơn huệ gì, tôi cũng phải về đây. Mấy hôm nay đi gặt cầm cả lưng, khéo lùn bố nó đi mấy phần cũng nên. Vậy vết thương của lão bác Trình không phải lo, thì em đèo bác Tân qua trạm y tế cho người ta xem. Vậy nhà chú Sồi nha, khi nào mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ tạ ơn hai người. Nói dứt lời, lão Trình lấy vạt áo chấm chấm những giọt nước mắt đang trực rơi. Kéo hơn chục năm rồi hôm nay lão mới khóc nhiều đến như vậy. Lão nghĩ trong lòng, kiếp này có được người như lão Tân với thằng Sồi thì quả thật mắt lòng mắt dạ. Từ cái đợt lão Tân tỏ tình với cô Thơm thì đến nay cũng ngót cả tháng, tối nay hai người mới chính thức hẹn hò. Trên chuyến đi lồng gió nên ngày xưa lão Tân và cô Lan từng hẹn hò, đôi trai gái ngồi tâm sự hết sức là tình tứ. Thơm ơi, chăng hôm nay sáng quá. Vâng, chăng hôm nay sáng thật. Cô Thơm trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng e thẹn như gái đôi mươi lần đầu bước vào yêu vậy. Thơm ơi, chăng hôm nay sáng quá. Vâng, còn chăng 14 mà anh. Thơm ơi, đây má đây, muốn thơm thì thơm đi, sốt hết cả ruột. Nghe cô Thơm nói vậy thì mắt lão Tân sáng hơn. Thơm cho anh thơm má thơm hả? Vâng, anh cứ tự nhiên, người đâu mà cứ để người ta phải nói thẳng tuột ra, ngài chết đi được. Vậy là lão Tân nhẹ nhàng chu mồm lên thơm vào má của người yêu. Trước khi lão đã tính đến nước xin người yêu cho thơm, cho nên lão đi đánh răng ngót cả chục lần, không sợ cái mùi thuốc lào nó ám. Sao má của thơm thơm thế, tóc cũng thơm, đúng là thầy bu thơm đặt tên là Thơm phải rồi, người gì đâu mà thơm thì không biết. Cô Thơm nghe người yêu khen tủm tỉm cười. Anh Tân cứ nói quá, anh nói thật mà. Mà thơm cho anh thơm má thơm một phát nữa nhé. Đã bảo là cứ tự nhiên mà lại. Rồi lão Tân lại đặt lên má cô Thơm một nụ hôn thật nồng nàn. Lão cảm nhận được sự hạnh phúc hồi hộp đang lan tỏa. Đây là nụ hôn sau mấy chục năm của lão, kể từ ngày lão hôn cô Lan mối tình đầu của lão. Để anh xem ngày rồi mang chầu cau sang nói chuyện thơm nhé. Anh mong mình sớm về chung một nhà. Vâng, tùy anh Tân quyết định, em xin nghe theo anh cả. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, trên bầu trời là ánh trăng sáng vầng vặc, dưới lòng sông những vì sao lấp lánh, khung cảnh hết sức nên thơ, như tô điểm thêm cho bức tranh tình yêu của cô Thơm và lão Tân.
Cơ thể dưới bầu trời đêm, đôi tình nhân trao cho nhau những lời yêu thương đầy ngọt ngào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.